quay vậy người ta biết là cái gì chết liền luôn á. Hôm qua trời mưa nên sáng nay các chú ông đi lấy mật cũng chậm. Hôm nay có phấn nè. Còn sáng sớm. Chào cả nhà. Sau hơn khoảng một tháng thì giờ hôm nay có cơ hội để về coi cái farm. Thì mùa này ong cũng bắt đầu phát triển trở lại, tại vì có cái hoa xiên chi màu trắng, ong nó bắt đầu có phấn. Cả nhà xem. Hoa xuyên chi nè. Đây, cái hoa này là hoa xuyên chi. Thì cái hoa này là bông là có phấn vàng ở đây nè. Ông nó sẽ lấy phấn. Đây, trời nó bắt đầu ong ra tổ thổi hoạt. Đang quạt gió đấy. Đây cả nhà. Mới hết. Ví dụ đây. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra một thùng ong. Mùa này ong nó khỏe trở lại rồi, tại có cái nguồn hoa rừng. Kiểm tra một cái thùng ong này là
Thank you.